quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảng duyệt: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 137. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 155. Trang 155 xem từ hàng thứ 5. Ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ. Hai câu này là kinh văn. Kế đó là lời chú giải: biểu đồng thể chi vi, nhân sở bảo ái mà quá tự thân, linh thị chúng sanh như đồng tự kỷ, cố năng cứu độ quần sanh tâm bất tạm xả. Chúng ta xem câu này. Đây là tâm thái lợi tha của Bồ Tát. Chúng ta phải nên học tập. Thấy hết thảy chúng sanh và chính mình là cùng một thể, cùng một tự tánh, cùng một pháp thân, cùng một thanh tịnh viên minh thể. Sự thừa nhận này vô cùng trọng yếu. Vì sao? Vì đấy chính là Phật tri Phật kiến, như kinh Pháp Hoa đã nói. Thật vậy, chẳng giả. Tất cả hết thảy hiện tướng trong khắp pháp giới hư không giới chẳng thật, là giả chất. Chỉ có sự thừa nhận này là thật. Nếu quý vị đã thật sự nhận biết, xin chúc mừng quý vị, quý vị đã minh tâm kiến tánh, đã thành Phật. Này chúng ta tập khí phiền não rất nặng, xác thực là biết chính mình đang thuộc địa vị phàm phu, có giải ngộ nhưng chẳng chứng ngộ. Đã biết các tu hành như thế nào nhưng công phu chẳng đắc lực. Vì sao không đắc lực? Do không buông phiền não tập khí xuống được. Câu này nói dễ dàng nhưng làm thật khó khăn. Vì chẳng buông tự tư tự lợi xuống được, chẳng buông tín tâm lợi dưỡng xuống được. Chẳng buông lòng tham luyến ngũ dục lục trần xuống được. Chẳng buông tham sân si mạn xuống được.
Tu hành thời cổ dễ hơn hiện thời. Vì sao? Do căn cội luân lý, đạo đức, nhân quả đã được phun trồng sâu chắc từ bé. Có thể nói, người nào trong xã hội cũng đều là người tốt. Vì sao? Giáo dục thuở ấy là giáo dục vun bồi căn cội, ai nấy đều được học. Chuyện này chẳng dính dáng gì đến việc biết chữ hay không, mà cũng chẳng dính dáng đến chuyện có đi học hay không. Từ lúc được sinh ra, cha mẹ, người lớn trong nhà luôn biểu diễn trước mặt quý vị. Những điều ngay thẳng, chẳng có gì sai trái. Vì thế từ nhỏ đã được học kỹ lưỡng. Xã hội thuần phát, chẳng có nhiều thứ dụ dỗ mê hoặc như trong hiện tại. Đều rất thật thà, đều khiến cho mọi người thành thật bền vững, nên tu hành dễ dàng. Trong xã hội hiện thời, tu hành hết sức khó khăn. Trong tâm có tham sân si mạn nghi, đây chính là những cội rễ phiền não tập khí, nghiêm trọng hơn bất cứ những điều nào khác. Phật pháp sánh ví những phiền não ấy như năm cái rễ của địa ngục. Tham sân si mạn nghi là năm cội rễ của địa ngục. Trong tập khí thì có oán hận não nộ phiền. Bên ngoài thì có tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ dụ dỗ mê hoặc. Nó gộp lại sẽ là ma chưởng. Quý vị có thể nhảy ra khỏi bàn tay ma ấy hay không? Nếu chúng ta chẳng học tập kinh giáo hằng ngày, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, thì một chút công phu bé tẹo ngần ấy còn chẳng thể giữ được. Nói gì đến tăng tấn? Vì thế, nhận biết đồng thể đại bi vô cùng quan trọng. Chúng sanh và ta có cùng một thể. Biết là một thể. Điều này được gọi là luân lý. Tức là luân lý trong nhà Phật. Đạo gia cũng nói, trời đất và ta cùng một căn, vạn vật và ta cùng một thể. Đó là luân lý của đạo gia. Kế đó Phụng Hoàng nói, nhân sở bảo ái mà quá tự thân. Chính là thân thể của chính mình. Này thầy, có thể chúng sanh và chính mình là một thể, chẳng khác gì nhau. Thân thể chúng ta chẳng khỏe mạnh, không thoải mái, chắc chắn là khởi thời khắc khắc luôn nghĩ tới. Thời thời khắc khắc mong được chữa lành, khôi phục sức khỏe nhanh hơn một chút. Trong xã hội hiện thời,
Bao nhiêu người đánh mất sức khỏe, nhất là sức khỏe nơi phương diện tinh thần. Đánh mất như thế nào? Do mê hoặc tự tánh bèn đánh mất. Phật Bồ Tát từ bi đến giúp đỡ chúng ta, giúp chúng ta trị lành, dùng phương pháp gì? Giáo học, phá mê khai ngộ. Đó là cứu độ hết thảy chúng sanh. Đã giác ngộ thì đều là Phật, đều là Bồ Tát. Hệ mê hoặc thì là chúng sanh. Chúng sanh khó thành Phật dường ấy. Vấn đề ở chỗ chẳng thể triệt để buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống. Khởi tâm đồng niệm chẳng lìa khỏi tiếng tâm lợi dưỡng, có thể nhạt hơn người khác một chút thì được. Nhưng mức độ đậm nhạt hết sức bất ổn định. Nhìn bề ngoài thì có vẻ khá nhạt nhẽo, nhưng hễ danh lợi vừa hiện tiền, ngay lập tức nảy sanh biến hóa, chẳng thể giữ được. Do nguyên nhân nào? Này chúng tôi kể như đã hiểu. Do chẳng có căn cội, chúng ta tu hành mà chẳng có căn cội, nên mới có hiện tượng này. Làm sao để có thể giống như Phúc Ca Lợi bị cắt chặt thân thể mà vẫn chẳng động tâm? Thì mới có thể thành tựu. Chẳng có mảy may hoài nghi, chẳng có mảy may ích kỷ, chẳng có mảy may ganh tị nào. Vì sao? Vì hết thảy chúng sanh và ta là một không hai. Người khác là chính mình. Người khác chiếm được một chút tiện nghi của ta, ta chẳng oán hận mà mang lòng hoan hỷ. Đó là Bồ Tát, chẳng phải là phàm nhân. Người khác hủy báng, tổn hại, hãm hại ta, ta vẫn hoan hỷ, chẳng có mảy may oán hận. Vì sao? Vì những người ấy đến giúp ta nâng cao cảnh giới của chính mình, đến để khảo nghiệm chính mình. Đúng là một thể. Ta mong giúp họ tăng cao cảnh giới, họ cũng thường tăng cao cảnh giới của ta. Bất luận là tự ý hay vô ý, có khi làm quá đúng. Nhưng nếu quý vị là người tu hành thật sự, sẽ chẳng cảm thấy kẻ đó quá lố, mà còn cảm thấy kẻ ấy làm chưa đủ. Do đó trong cảnh giới chân vọng, tà chánh, đúng sai, thiện ác, thảy đều chẳng tồn tại. Một bầu thanh tịnh bình đẳng giác. Chân tâm hoàn toàn hiển lộ. Nếu vẫn là chưa buông tự tư tự lợi xuống, chưa buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống,
Cái này nhìn cũng không quen, cái kia nhìn cũng chẳng quen. Vậy là tu uổng công mất rồi. Mãi mãi tăng trưởng hay tiến bộ đều chẳng có. Trên thế gian tối đa là quý vị tăng trưởng một chút học vấn, do hỏi han ghi nhớ. Nhưng sau đó phải thông thêm một câu, chẳng dám làm thầy người khác. Quý vị học được một chút kiến thức Phật Pháp thông thường bề ngoài, chẳng được học Phật Pháp thật sự. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã nói rất hay, Phật Pháp thật sự chẳng liên quan đến văn tự ngôn thuyết. Nói theo cách hiện thời, học Phật hoàn toàn là chuyển biến tâm thái, quay tâm thái trở về. Tổ tiên đã nói rất hay, con người tánh vốn lành, trở về cái bổn thiện là tu hành thật sự. Công phu ấy được gọi là thật sự đắc lực. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật có nói, hết thảy chúng sanh đều do tâm hiện thức biến. Tâm là tự tánh của chính mình, thức là vọng tâm của chính mình. Chân và vọng cùng một thể. Những khai thị ấy trong giáo pháp Đại Thừa. Câu nào cũng đều là nói tới thật tướng của các pháp. Chúng ta nhận biết từ chỗ này thì mới coi như chánh xác. Thực hiện ở nơi đâu? Thực hiện bằng chẳng hề tạm bỏ tâm cứu độ chúng sanh. Quý vị đã thật sự giác ngộ, chắc chắn là như vậy. Niệm niệm tới những chúng sanh khổ nạn, bèn chẳng nghĩ đến chính mình, toàn tâm toàn lực giúp đỡ những chúng sanh ấy quay đầu giác ngộ. Dùng phương pháp gì để giúp họ quay đầu? Thực hiện từ chính mình. Quý vị dạy người khác, dạy người khác trong hiện thời thì phải sử dụng thân giáo. Thuở Đức Phật tại thế, Ngài giáo dục người ta bằng thân giáo, tức là nêu gương cho quý vị thấy. Có người hiện thời suy nghĩ sai lầm, khởi tâm đồng niệm luôn luôn là tổn người lợi mình. Chúng ta nêu gương, khởi tâm động niệm đều là tổn mình lợi người. Dần dần mới có thể khiến cho họ giác ngộ, khiến cho họ quay đầu. Chứ nếu quý vị chẳng làm được những gì mình đã nói thì còn làm sao được nữa? Xã hội hiện thời là cạnh tranh, chúng ta phải nêu gương lễ nhượng, không chỉ là khiêm nhượng mà còn là lễ nhượng. Chỗ nào cũng đều nhường nhịn. Chúng sanh niệm niệm đều mong cầu có được, chúng ta niệm niệm mong bố thí bỏ ra. Chúng sanh chẳng biết phân giữ luật lệ,
cậy vào thông minh tài trí của chính mình để lách theo lỗ hổng pháp luật, mong mỏi chiếm đôi chút tiện nghi. Đó là cái tâm trộm cắp. Chúng ta phân giữ luật lệ nghiêm ngặt, nêu gương cho họ thấy. Họ sợ bị thua thiệt, chúng ta thích chịu thiệt thôi, có thể hứng chịu thiệt thôi. Đó là việc làm của Bồ Tát, việc làm của Phật. Việc làm của Phật Bồ Tát luôn luôn là tốt nhất, hoàn toàn tương ứng với tánh đức, chẳng tương ứng với chuyện nhân tình ấm lạnh của người thế gian, mà hoàn toàn trái nghịch. Vì sao? Vì người hiện thời đã lìa khỏi tiêu chuẩn đức hạnh, quá ư là xa. Đối với thời cổ mà nói, tuy có lầm lũ, vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn lệch lạc, kể như vẫn chẳng cách xa tiêu chuẩn cho mấy. Hiện thời thì cách biệt quá xa, nay gần như chẳng thấy tiêu chuẩn đâu nữa. Hiện tượng này đáng sợ lắm, do đó mà tai nạn dấy lên. Chúng ta có thể tự mình làm, không chỉ nâng cao cảnh giới của chính mình, mà còn thực sự giúp đỡ đại chúng, cứu độ quần sanh, và cũng là giúp đỡ quả địa cầu này. Các nhà khoa học cận đại cho biết, vật chất dẫu nhỏ đến mấy, nghe như các hạt căn bản, đều có thấy, nghe hay biết, đều biết ý nghĩa của chúng ta. Giống như trong thí nghiệm với nước của ông Giang Bổn Thắng đã chứng tỏ điều ấy. Nhưng chúng ta đã nhận được tin tức này rất sớm. Trong Kinh Đại Thừa đã nói rất nhiều. Điều khó có là nó đã được khoa học chứng minh. Mấy năm trước, tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã dùng nước để chứng minh và đã chứng minh được. Các nhà khoa học hiện thời cho biết, mỗi hạt cơ bản đều có thấy, nghe hay biết, khiến cho chúng ta thực sự hiểu rõ ràng, minh bạch, ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như Kinh Bát Nhã đã nói, không riêng gì hạt cơ bản nhỏ nhoi ngần ấy, có đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó có sắc tướng, đó là vật chất. Nó lại có thọ, tưởng, hành, thức, đó là tinh thần, nên nó trọn đủ ngũ uẩn. Hiện thời, các nhà lượng tử lực học cho biết, tiểu quang tử tuy nhỏ hơn hạt cơ bản, nhưng cũng trọn đủ ngũ uẩn. Trí huệ của Quán Thế Âm Bồ Tát, Bát Nhã vốn trọn đủ trong tự tánh, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Tâm Kinh đã dạy, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Nếu quý vị thật sự hiểu chân tướng sự thật này, thì còn có gì chẳng thể buông xuống. Thứ gì cũng đều buông xuống được. Vì sao buông xuống? Năm xưa, khi tôi ở Mỹ đọc Kinh Đại Bát Nhã,
Kinh ấy có phân lượng rất lớn. Tôi nhớ bản đóng bìa cứng gồm 24 quyển. Tôi xem xong một lượt, bèn viết 12 chữ để làm báo cáo tâm đắc. Hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không chẳng thể được. Trong tâm quý vị còn có những gì chẳng thể buông xuống được? Còn có gì vướng mắc? Còn có gì ưu lự? Quét sạch trơn. Đó là thần tướng của các pháp. Là pháp được cùng chứng đắc bởi hết thảy chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Tâm khai ý giải. Bát Nhã Tâm Kinh còn nói 260 chữ. Tôi dùng 12 chữ để tổng kết. Thế nhưng phiền não tập ký đúng là nặng nề, chẳng giả. Tôi chẳng đạt được sự đại tự tại như trong kinh Phật đã dạy. Đó là gì? Phiền não tập khí nhiễm loạn. Tập khí khó đoạn. Nguyên nhân khiến khó đoạn, nguyên nhân khiến chẳng đoạn được là gì? Đối với chuyện này, chúng tôi thừa nhận trình độ vẫn chưa đủ. Năm xưa, Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi, tu học Phật Pháp là biết khó hành dễ. Tôi tin tưởng câu ấy. Quý vị thấy Huệ Năng Đại Sư ở trong phương trượng thất của Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chúng tôi ước tính tối đa là 2 tiếng đồng hồ. Ngũ Tổ giảng cho Ngài nghe Đại Ý Kinh Kim Cang, giảng đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ngài liền khai ngộ. Khai ngộ là gì? Ngài đã buông xuống. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều cùng buông xuống. Trong Phật Pháp gọi điều này là đốn xả, đốn đoạn, đốn ngộ, đốn chứng. Khi ấy Huệ Năng Đại Sư 24 tuổi. Chúng ta chẳng thể không bội phục. Ngài đã thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện với cội Bồ Đề cũng là tình hình như vậy. Đức Phật thị hiện vào lúc 30 tuổi. Vì sao chúng ta chẳng thể bỏ? Do chẳng thấu suốt. Chẳng thấu suốt kinh giáo. Chẳng thấu suốt là vì chúng ta huân tập chẳng đủ. Đối với sự huân tập, nhìn từ gương cổ thánh tiên hiền ta thấy, thâm nhập một môn là tuyệt đối chánh xác. Các ngài chẳng có tham niệm. Hễ làm mang quá nhiều thứ, chắc chắn bị phân tâm, chẳng thể tập trung ý chí, chẳng thể tập trung tinh thần, hiệu quả bị giảm bớt rất lớn. Tuy nhiên nhìn theo pháp thế gian, học rộng nghe nhiều,
thì người ấy có kiến thức thông thường hết sức phong phú, sách vở thế gian và xuất thế gian đều đọc qua, chẳng có gì không biết, dường như là khá lắm. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Người ấy chẳng kiến tánh, chẳng đắc tam muội. Nếu đắc tam muội sẽ khai ngộ, há còn phải học ư? Chẳng cần phải học. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đã thông suốt toàn bộ, giống như Long Thọ Bồ Tát trong thời gian 3 tháng thông suốt toàn bộ hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Đây chính là sự giáo dục chân chánh của Đức Phật. Sự giáo dục của Đức Phật là dạy quý vị triệt để quán thông, thông đến tự tánh. Khiến cho quý vị thành Phật chẳng phải là khiến cho quý vị học rộng nghe nhiều, chẳng phải là làm chuyện ấy. Mà là dạy quý vị thâm nhập tam muội, đại triệt đại ngộ, quý vị mới có năng lực giống như Phật, tâm cứu độ quần sanh chẳng hề tạm bỏ. Quý vị đã thông đạt vô lượng pháp môn. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có gì không thông đạt. Cầu điều này, hoàn toàn bảo quý vị hãy quay về nhập thường tịch quán. Thật sự quay đầu chính là bờ. Vì thế thái độ này chính là khẳng định chúng sanh và quý vị là một thể. Hiện thời chúng sanh trên địa cầu này gặp lắm tai nạn ngần ấy. Bản thân địa cầu có tai nạn, những chuyện này đều là bất bình thường. Quý vị phải có tâm cứu độ và hành vi cứu độ tích cực hơn bất cứ ai khác. Tiếp đó sách chú giải nêu tỷ dụ. Tỷ dụ ấy được nói trong kinh Niết Bàn, như Niết Bàn kinh kệ viết: nhất thiết chúng sanh thọ dị khổ, tất thị Như Lai nhất nhân khổ. Mê, ngộ, thiện, ác, họa, phước, chúng sanh và Phật cùng một thể. Do đó trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể giống Như Lai, thấy người khác có làm lỗi, tức là chính mình có làm lỗi hay không? Vì sao? Ta chẳng nêu gương tốt để ảnh hưởng đến người ấy. Ta làm chưa đủ viên mãn. Cũng chính là như cổ đại đức đã nói: điều gì làm chẳng được bèn quay lại xét mình, trọn chẳng có ý niệm chỉ trích làm lỗi của kẻ khác, luôn tâm niệm chính mình chưa làm tốt đẹp đủ mức. Nên chẳng thể thực sự cảm hóa kẻ khác, khích lệ chính mình hãy thêm cố gắng ra công sức tu tập. Đối với hai câu kinh Niết Bàn ấy,
Xét ra cổ thánh tiên hiền như Nghêu, Thuấn, Vũ Thang đều có tâm thái ấy. Thấy dân chúng khổ sở, thấy nhân dân khổ sở, bèn thời thời khắc khắc tự trách mình. Chẳng trách móc người khác, quý vị nói xem, họ chẳng phải là hóa thân của Phật Bồ Tát ư? Thuở đó Phật pháp chưa truyền đến Trung Hoa, có thể là Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất thế. Thích Ca Mâu Ni Phật sanh nhằm năm thứ 24 đời Châu Chiêu Vương, gần như là các thời Nghiêu Thuấn. Đại Phủ Văn Vương 1000 năm. Những điều các ngài nói, những hành vi biểu hiện đều là hết thảy chúng sanh chịu những đổi khổ khác biệt đều là một mình Như Lai chịu khổ. Cố phổ nguyện chứng tế phù hà giai độ bỉ ngạn. Vì sao phải làm như vậy? Trong kinh Phật đã có một câu pháp nhĩ như thị, nghĩa là hết thảy các pháp vốn là như vậy, chẳng có lý do, chẳng có suy tưởng. Một thể mà. Chứng giả, cứu trợ giả, tế giả, độ giả, thành giả, ít giả, có nhiều ý nghĩa như vậy. Cứu vớt chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Hướng dẫn chúng sanh điều khổ được vui. Cố chứng tế tức thì cứu độ chi nghĩa. Phụ giả, đảm hà giả, đại pháp, đại pháp Cự Đà La Ni Kinh, Phật Ngu, Bồ Tát Đảm Giả, thệ nguyện hà phụ nhất thiết chúng sanh xuất ly thế gian. Thí như trưởng giả, gia nội phong nhiêu, đa chư chân bản, duy hữu nhất tử, dị ái niệm cố, tài bảo, lạc cụ tất cấp dự chi, vô hữu bị nguyện, Bồ Tát diệt phục như thị, nhất thiết lạc cụ tận dài dự chi, nại chỉ liên nhập vô như niết bàn, thị cố danh vi hà phụ trọng đẳng. Trong phần kinh văn này có nói đến một câu chuyện nhỏ. Nhằm khải thị người thật sự học Phật hành Bồ Tát Đạo, từ chỗ này chúng ta thấy được nguyện hạnh của Bồ Tát. Phát nguyện dễ dàng, nhưng thực hiện nguyện ấy chẳng đơn giản. Thực hiện là thật, chẳng giả. Cha mẹ yêu thương con cái, vào thời cổ ta thấy chuyện như vậy rất nhiều, trong xã hội hiện thời chẳng thấy. Vì nguyên nhân gì?
chẳng có giáo dục luân lý. Chẳng có giáo dục luân lý thì cha con chẳng có tình thân. Cha mẹ chẳng yêu thương con cái, làm sao con cái dấy lên lòng yêu thương cha mẹ cho được? Vì sao chẳng yêu thương? Vì từ nhỏ đã chẳng phung bồi tốt đẹp đức hạnh cho con, đó là chẳng yêu thương. Chăm sóc áo cơm, những trò vui chơi cho con, súc sanh cũng có thể làm được những chuyện ấy. Quý vị thấy người hiện thời, kẻ giàu có nuôi thú vật cưng, quả thật có những trường hợp chăm bẵm những con vật cưng còn hơn cả con cái của chính mình. Chẳng đối xử tốt đẹp và quan tâm con cái bằng những con vật cưng. Xã hội hiện tại thật sự nảy sinh những vấn đề mà cổ nhân chẳng thể nào tưởng tượng được. Trong xã hội hiện tại, đâu đâu cũng là như vậy. Khắp mọi nơi đều trông thấy. Mà cũng chẳng biết giáo dục là gì. Cái nghĩa gốc của chữ giáo trong tiếng Hán là trưởng thiện cứu thất. Hiện thời chẳng có ai nói tới. Giáo là gì, mấy ai có thể hiểu được? Thất là lầm lỗi. Bổ cứu những lầm lỗi như thế nào? Tăng trưởng thiện tâm, thiện hành của quý vị ra sao? Đó là giáo dục. Trên hành, dưới bắt chước theo. Phương thức thực hiện trọng yếu nhất vẫn là thân giáo. Một đứa trẻ từ bé đã được quý vị nêu gương tốt, nó trông thấy liền hiểu, học theo. Điều này thực sự chẳng liên quan đến chuyện biết chữ, chẳng liên quan đến học hành. Trẻ thơ từ lúc lọt lòng cho đến khi 3 tuổi còn chưa có năng lực học chữ, mà cũng chẳng có năng lực biết chữ. Đó chính là lúc vun bồi đặt vững cơ sở giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Một trăm năm trước, tức là một thế kỷ trước, người Hoa nhà nào cũng đều biết chuyện này. Sau khi nhà Mãn Thanh vong quốc, ảnh hưởng của nền giáo dục truyền thống đại khái còn kéo dài 25 năm. Nó được gìn giữ đầy đủ nhất ở nông thôn. Tại nông thôn giữ được khoảng 25 năm, nhưng tại đô thị giữ được nền giáo dục truyền thống đại khái ít hơn 10 năm so với nông thôn. Cũng có nghĩa là thông thường tại đô thị trong vòng 15 năm vẫn còn có thể thấy ảnh hưởng của nền giáo dục truyền thống. Sau 10 năm ấy, ảnh hưởng đó dần dần nhạt mỏng đi. Kể từ thời chiến tranh giữa Trung Hoa và Nhật Bản, sau 8 năm kháng chiến, tại nông thôn chẳng còn ảnh hưởng ấy nữa. Do đó đây chúng ta hiểu biết tầm trọng yếu của nền giáo dục truyền thống. Nhưng khôi phục nó rất ư là khó. Khôi phục bằng cách nào? Nền giáo dục truyền thống chẳng thể khôi phục thì xã hội vĩnh viễn chẳng thể nào an định được.
Đây là đạo lý nhất định. Vì thế cổ nhân hiểu chuyện này, nhưng người hiện thời rất thờ ơ, mà cũng chẳng tin tưởng. Trong kinh giáo, Phật Bồ Tát sẽ dùng tỷ dụ để nói rõ. Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh, đã dốc trọn công sức. Chẳng có mảy may ý niệm đòi hỏi, mong mọi chúng sanh báo đáp các ngài chút gì, chẳng có ý niệm ấy. Người hiện thời có thể làm chuyện này hay không? Người nhất tâm mong thành Phật sẽ làm được. Nhưng cái còn tham luyến thế gian này sẽ quyết định chẳng làm được. Chỉ có người nhất tâm mong làm Phật là có thể làm được. Vì sao? Vì người ấy biết hết thảy các pháp đều là không. Ngay cả thân thể của chính mình cũng là không. Vật ngoài thân chẳng có gì là của chính mình. Người ấy đã hiểu chân tướng sự thật này, nên dần dần bèn phóng khoáng, sẽ có thể làm được. Nếu chẳng thật sự liễu giải, tức là chẳng liễu giải thấu triệt chân tướng sự thật này, sẽ rất khó. Rất khó cũng có nghĩa là vượt thoát lục đạo luân hồi khó lắm. Chẳng thể buông xuống, sẽ không thoát khỏi luân hồi. Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, mục tiêu thật sự là gì? Khiến cho họ nhập vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là địa vị gì? Dư là tập khí. Tập khí vô thị vô minh đều đoạn sạch hết thì gọi là vô dư niết bàn, thuộc địa vị diệu giác. Trở về thường tịch quang viên mãn. Vì thế, điều này được gọi là hà phụ trọng đẳng. Bốn chữ ấy danh phù hợp thực, giúp đỡ bất cứ chúng sanh nào đều phải giúp đỡ họ trở về Đại Bát Niết Bàn. Thì nguyện tâm cứu độ của Bồ Tát mới xem như viên mãn. Thường dẫn kinh văn thâm hiển chữ tế phụ hạ chi nghĩa. Độ giáo đáo giả, bỉ ngạn giả, niết bàn giả, đại luận thập nhị viết. Đại luận là đại trí độ ngữ. Nhược năng trực tiến bất phá, thành biện Phật đạo, danh đáo bỉ ngạn, biểu đại sĩ phổ độ, tất linh nhất thiết chúng sanh, chứng nhập vô dư niết bàn nhi hậu dĩ giả. Trong thế gian, Bồ Tát chẳng làm chuyện gì khác mà làm chuyện như vậy đó. Chẳng mệt, chẳng ngán. Vĩnh viễn chẳng ngơi nghỉ.
Chúng ta lại xem mấy câu kinh văn kế đó. Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, trí huệ thánh minh bất khả tư nghị. Hai câu ấy được chú giải như sau: dĩ tự nhị cú biểu chư đại sĩ cụ túc phước trí nhị nghiêm. Nghiêm là trang nghiêm, phước trí nhị nghiêm là phước trang nghiêm và huệ trang nghiêm. Vị tề quả vị, nại tùng quả cứ nhân chi đại Bồ Tát, hàm đắc Như Lai chi phước đức trang nghiêm, trí huệ thanh minh bất khả tư nghị, minh đại sĩ hàm đắc Như Lai chi trí huệ trang nghiêm. Chúng ta xem đoạn này. Đây là gì? Thành tựu người khác vốn là thành tựu chính mình. Chính mình đã thành Phật. Sau khi đã thành Phật, phước huệ sẽ đạt tới viên mãn rốt ráo. Quý vị phải phổ độ chúng sanh. Nếu chẳng thể phổ độ chúng sanh, thì phước huệ của quý vị sẽ chẳng thể viên mãn. Phước huệ viên mãn là chuyện tự nhiên, không nhất định là do tâm ta mong tưởng. Quả thật là trong cảnh giới Bồ Tát chẳng khởi tâm không đồng niệm. Chúng ta biết đối với 41 phẩm vô minh, tức là tập khí vô minh, Ngài chưa đoạn 41 phẩm tập khí vô minh. Nhưng Ngài có mong đoạn hay không? Ngài cũng chẳng mong. Nếu Ngài nghĩ tưởng mong muốn, liền bị đọa lạc, vì Ngài lại khởi tâm động niệm. Pháp Thân Bồ Tát chẳng khởi tâm không động niệm, lẽ đâu Ngài mong đoạn tập khí vô minh, hay là mong muốn hy vọng phước huệ viên mãn, chẳng có ý niệm ấy. Thế mà 41 phẩm vô minh tự nhiên đoạn sạch viên mãn. Do đó, sau khi đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, các ngài trụ trong cõi thật báo trang nghiêm. Chúng ta thường gọi cõi ấy là nhất chân pháp giới. Trụ bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vì sao phải trụ lâu như thế? Phải trải qua thời gian dài như thế thì mới chẳng còn tập khí. Ngài trụ trong cõi Phật báo lâu như thế để làm gì? Để tánh đức tự nhiên lưu lộ. Mười phương thế giới, khắp pháp giới hư không giới, bất cứ chỗ nào chúng sanh có cả, Ngài bèn có ứng. Chúng sanh cảm thì có hiển cảm, tức cảm rõ rệt, và có minh cảm, tức cảm ngấm ngầm. Minh cảm là chúng sanh có cầu Phật Bồ Tát, nhưng chính họ chẳng biết. Vì ý niệm rất vi tế, chính họ chẳng cảm nhận được, nhưng Phật Bồ Tát nhận biết. Nhận được tin tức ấy, hễ nhận được, các ngài liền đến giúp đỡ quý vị. Vì sao? Vì quý vị có duyên với các ngài. Do đó phải biết, nay chúng ta kết duyên với hết thảy mọi người, kết duyên với hết thảy chúng sanh. Thiện duyên cũng thế, mà ác duyên cũng vậy. Duyên bình đẳng, bất luận thiện hay ác, chỉ cần là có duyên, khi thành Phật họ nhất định đến độ quý vị. Quý vị có duyên với họ, nên quý vị vừa phát ra tin tức, họ sẽ nhận được ngay lập tức. Chưa đoạn tập khí phiền nặng, sẽ có thiện duyên và có ác duyên. Nếu đoạn sạch tập khí phiền nặng,
thì thiện duyên và ác duyên thấy đều biến thành pháp duyên. Trong tự tánh chẳng thể tìm được thiện hay ác. Không chỉ là chẳng có thiện ác, mà chân vọng cũng chẳng có, tà chánh cũng chẳng có. Đó là nói theo nhất chân pháp giới. Trong mười pháp giới thì có, trong mười pháp giới thì có những thứ thật giả, tà chánh thiện ác rất rõ ràng. Nhưng ở cõi thật báo trang nghiêm chẳng có chuyện ấy. Chúng ta phải biết điều này. Đây là nói trí huệ viên mãn trong tự tánh thấu lộ, mà cũng là như Đức Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Như Lai là tự tánh, trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh, chẳng có mảy may chướng ngại nào, thảy đều hiển thị. Hiện ở nơi đâu? Hiển lộ khi người ấy ứng theo sự cảm của chúng sanh. Chúng sanh có cảm, người ấy bèn có ứng. Nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Nên dùng pháp môn gì để giáo hóa, bèn dùng pháp môn ấy. Quyết định chẳng có suy xét. Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta giả thiết khoảng thời gian ấy là ba đại A Tăng kỳ kiếp như Kinh đã nói. Vì ấy trọn chẳng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, há có phân biệt chấp trước? Toàn là tự tánh, tự nhiên. Chúng ta dùng danh từ gì để hình dung nó? Tự nhiên vận hành. Chẳng do ai làm, chẳng có bất cứ sức mạnh nào thao túng, chẳng có. Hoàn toàn là tự nhiên. Nên chúng ta chỉ có thể nói là tánh đức tự nhiên lưu lộ. Trong Kinh Phật có một danh từ rất đơn giản để diễn tả điều này. Pháp nhĩ như thị. Từ ngữ ấy rất hay. Pháp vốn là như vậy. Điều này biểu thị các vị Pháp Thân Đại Sĩ trọn đủ phước huệ nhị nghiêm. Chúng ta ca ngợi Phật, quý vị thấy khi quy y Phật, trong lời thề chúng ta đọc quy y Phật nhị tôn. Ai nấy đều đã đọc cả rồi. Nhị túc là gì? Là huệ và phước. Tức phước trí, chính là phước trí nhị nghiêm ở chỗ này. Đạt đến quả vị rốt ràng, phước viên mãn, trí viên mãn, thì gọi là lượng túc tôn. Chẳng khiếm khuyết mảy may. Đẳng giác Bồ Tát còn có chút khiếm khuyết, vẫn chưa đạt tới viên mãn. Nhưng địa vị diệu giác đã viên mãn. Địa vị ngang với Phật quả, thì địa vị ấy đã đạt đến diệu giác, tức là quả vị Phật rốt ráo. Những vị ấy tuyệt diệu, chính là hàng Đại Bồ Tát từ quả hướng đến nhân. Các ngài chẳng ứng hóa từ cõi thật báo. Mà từ đâu ứng hóa? Các ngài ứng hóa từ cõi thường tịch quan. Ý nghĩa này hay lắm. Nếu không, có rất nhiều người hoài nghi. Trở về thường tịch quan bèn chẳng khởi tác dụng. Cõi thường tịch quan để chẳng phải là tinh thần, mà cũng chẳng phải là vật chất. Hả? Chẳng phải là không có tác dụng gì hay sao? Được rồi, tôi nói cho quý vị biết, trong thường tịch quan có ứng. Thường tịch quan là nhị túc tôn viên mãn sốt ráo, tức diệu giác.
Theo định nghĩa trong Phật Pháp, chữ diệu thường được giảng là chẳng phải có, chẳng phải không. Quý vị chẳng thể nói nó là có, mà cũng chẳng thể nói là chẳng có. Đó là thường tịch quang. Quý vị thấy khi Huệ Năng Đại sư Kiến Tánh đã nói 5 câu chẳng phải có, chẳng phải không. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, tự tánh chưa hề bị ô nhiễm. Chỉ cần có hiện tượng, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, đều có thể bị ô nhiễm. Nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, nên nó chưa hề có hiện tượng ô nhiễm. Vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai là vốn chẳng sanh diệt. Đây là Đại Bát Niết Bàn. Chẳng có sanh diệt. Trong tôn giáo của ngoại quốc có nói sống đời đời. Nhưng điều này còn cao hơn chuyện sống đời đời, vì chẳng có sanh diệt. Câu thứ ba là vốn tự trọn đủ. Nó chẳng khiếm khuyết mảy may. Bất luận là trí huệ, đức năng hay tướng hảo, tất cả đều hoàn toàn trọn đủ. Câu thứ tư là vốn chẳng dao động. Nói rõ vọng tâm của chúng sanh trong 10 pháp giới đều là động. Khoa học hiện đại nói là hiện tượng dao động. Hiện tượng dao động thì từ địa ngục giới cho đến Phật pháp giới, trong 10 pháp giới đều có hiện tượng này. Nhưng trong cõi thật báo thì chẳng có hiện tượng này. Câu cuối cùng là có thể sanh ra vạn pháp. Một niệm bất giác sẽ có thể hiện ra A Lại Da. A Lại Da có thể biến. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện, còn A Lại Da có thể biến. Tự tánh là chân tâm của chính mình, A Lại Da là vọng tâm của chính mình. Vọng sanh từ chân. Điều này đã được các nhà khoa học gia hiện thời phát hiện. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất do đâu mà có? Trong không sanh ra có, được gọi là vô trung sanh hữu. Vô là gì? Vô là tự tánh. Vì tự tánh thực sự chẳng phải là vật chất, chẳng phải là tinh thần, nên lục căn của quý vị chẳng thể duyên được. Vật chất thì năm căn kiến có thể duyên tới, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có thể duyên đến, tiếp xúc được vật chất. Tinh thần thì ý căn có thể tiếp xúc được, nhưng nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta đều không duyên được. Vì vậy nó là vô trung sanh hữu. Các nhà khoa học gia có thể phát hiện được cảnh giới này, điều này rất khó có. Chứng tỏ lời Phật nói chẳng giả. 3.000 năm sau, các nhà khoa học gia đã giúp Ngài chứng thực. Nhưng các khoa học gia chẳng thể kiến tánh. Nguyên nhân vì sao? Do họ chẳng buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống. Hễ buông xuống liền kiến tánh. Sau khi đã buông xuống, trí huệ và đức tướng bèn hiện tiền. Vì thế trong Phật Pháp, các nhà khoa học ấy được gọi là giải ngộ. Chưa chứng đắc, chỉ là giải ngộ. Giải ngộ bèn đạt tới cảnh giới ấy rất cao. Nhưng nếu lại tiến cao hơn thì chẳng thể. Vì tiến cao hơn sẽ là kiến tánh. Kiến tánh thì phải thật sự buông xuống.
Chẳng buông xuống chẳng thể kiến tánh. Do đó câu từ quả hướng đến nhân có ý nghĩa rất sâu, nói cho chúng ta biết thường tịch quang là một thể hữu cơ sống động, chẳng phải là chết ngắt. Nó có thể hiện hết thảy các tướng. Nó thứ gì cũng đều chẳng có, nhưng có thể hiện hết thảy các tướng, có thể sanh ra muôn pháp. Những vị Đại Bồ Tát này đều đắc Như Lai Phước Đức Trang Nghiêm, trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn, là nói rõ các vị đại sĩ đều đắc trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Trên đây là Phước Đức Trang Nghiêm và trí huệ trang nghiêm. Trang nghiêm ở đây là nói đến sự viên mãn. Chúng ta biết, theo Kinh Hoa Nghiêm, từ sơ trụ trở lên đều chứng đắc phước trí nhị nghiêm. Tuy chưa viên mãn nhưng đã sử dụng được, chẳng có chút chướng ngại nào. Do trí huệ và đức tướng đều chẳng có chướng ngại, nên sơ trụ Bồ Tát có thể hiện thân Phật. Nên dùng thân Phật để độ được, liền hiện thân Phật để thuyết pháp, sơ trụ đã làm được. Kế đó sách viết tình ảnh giữ chân giải, hợp tán chư gia, giai đồng tự thuyết. Tức các ngài tịnh ảnh và tác giả các sách chân giải hợp tán cũng đều nói như vậy. Đối với điều này, Tổ sư Đại Đức đều cùng nói giống như nhau. Thánh giả, chánh giả, tức thánh là chánh. Đây là giải thích chữ thánh. Hữu Triệu Công viết: trí huệ, thể, thánh minh, dụng, vô sự bất chiếu vị chi thánh, Bồ Tát quyền thật linh chiếu, bất khả dị ngôn tư nghĩ, nghị kỳ hình dung, cố vân bất khả tư nghĩ. Nghĩa là ngài Tăng Triệu nói trí huệ là thể, thánh minh là dụng, không sự gì chẳng chiếu là thánh. Bồ Tát quyền thật linh chiếu chẳng thể dùng ngôn ngữ và suy nghĩ để suy đoán bàn luận hình dung của nó, nên bảo là bất khả tư nghị. Tiếp đó cụ Hoàng giải thích: Triệu Công chi ý vi, trí huệ thì bản tánh, thánh minh thì diệu dụng, nhất thiết sự giai năng chiếu liễu thông đạt. Danh chi vị thánh, Bồ Tát chi quyền trí giữ thật trí, sở sanh chi linh minh chiếu dụng, chúng sanh phàm tình tuyệt bất năng giải, cố viên bất khả tư, nhất thiết ngôn ngữ bất năng biểu đạt, cố viết bất khả nghị. Chúng ta xem tới đây. Theo Tăng Triệu Đại Sư, trí huệ là thể. Đối với tầng cấp này, tức là tầng cấp của hàng Đại Bồ Tát, định và huệ là một, chẳng hai. Huệ là thể, định là dụng. Hoặc nói cách khác, định là thể, huệ là dụng. Sống động chẳng khô khan. Thể và dụng dùng lẫn cho nhau. Quý vị nói kiểu nào cũng thông suốt. Không sự gì chẳng chiếu, đó là trí huệ. Do vậy Kinh Bát Nhã nói chiếu kiến, danh từ này được nói rất nhiều. Người thế gian chúng ta nói là kháng kiến, tức là thấy bằng mắt, hoặc quán kiến, tức quan sát thấy. Trong Giáo Pháp Đại Thừa nói là chiếu kiến.
Tâm kinh nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Câu này đã được các nhà khoa học hiện đại chứng minh. Ngũ uẩn đúng là rộng không. Các nhà khoa học đã nói rất hay. Vật chất là gì? Ý niệm tích lũy liên tục sanh ra huyễn tướng. Nói rất hay. Trước kia chúng tôi học duy thức. Trong duy thức nói tới kiến phần và tướng phần. Nếu kiến phần trong thấy, ngay khi đó sẽ phát sanh tướng phần. Cách nói này khiến cho chúng ta chẳng hiểu rõ từ ngữ. Cổ nhân nói như thế, chúng tôi cũng nói như thế thì chẳng rõ ràng. Kiến thì nhất định là phải thấy. Đã thấy bèn có huyễn tướng. Ví như quý vị trừng mắt nhìn, trong hư không chẳng có thứ gì, nhưng quý vị nhất định muốn thấy. Trừng mắt nhìn hồi lâu, mỏi mắt sẽ thấy trong không trung thực sự hiện ra tướng hoa đốm lăng xăng. Dùng phương pháp ấy để nói thì chẳng hợp khoa học. Cách nói của các nhà khoa học hay hơn. Sau này hệ chúng ta nói đến chuyện này, tức kiến phần sanh ra tướng phần, bèn có thể dùng cách nói của các nhà khoa học thì sẽ chính xác. Có thể thấy là cổ nhân dùng tỷ dụ ấy vì họ chưa kiến tánh nên cũng chẳng thấy. Nếu họ đã kiến tánh sẽ nói rõ ràng. Họ nói lờ mờ vì chính họ chưa kiến tánh. Trí huệ khởi tác dụng là thánh minh. Không sự gì chẳng thiếu thì gọi là thánh. Năng lực thấy rất rộng, trọn khắp pháp giới hư không giới. Vì thế nếu nói thật sự, nói chân thật, tức là nói chân thật theo giáo pháp Đại Thừa, hoàn toàn là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài chẳng có thời gian. Phải biết điều này, tuyệt đối chẳng có quá khứ, mà cũng chẳng có tương lai. Chỉ có ngay trong hiện tại. Không chỉ chẳng có thời gian, mà còn chẳng có không gian. Không gian cũng chẳng tồn tại. Không gian chẳng tồn tại thì khoảng cách chẳng còn nữa. Nói tới không gian là nói tới khoảng cách. Tây Phương Cực Lạc thế giới ở nơi đâu? Ngay tại nơi đây. Thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật ở chỗ nào? Ngay tại nơi đây. Do vậy, nói chân thật cùng quý vị sẽ là ngay trong lúc này. Mười đời xưa nay chẳng liền một niệm. Một niệm hiện hữu. Niệm niệm đều là một niệm ngay trong lúc này. Đấy là nói lời chân thật. Nói ra chân tướng với chúng ta. Một niệm là thật. Do đó quý vị thấy Kinh Phật mở đầu bằng như thị ngã văn nhất thời. Đức Phật nói lời chân thật, nhất thời là thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, giảng kinh Vô Lượng Thọ có tại hay không? Có, nhất thời. Nếu chúng ta đặt tới nhất thời sẽ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh. Thời gian chẳng có. 3.000 năm trước hay 3.000 năm sau gì nữa đều chẳng có. Ở ngay trong lúc này, quý vị thấy núi Linh Thứ ở ngay nơi đây. Đời Đường, Trí Giả Đại Sư niệm Kinh Pháp Hoa, niệm đến phẩm Dược Phương, lão nhân gia nhập định.
Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Trí, thầy vẫn còn có chỗ trống, bèn ngồi nơi đó nghe giảng một buổi. Sau khi xuất định kể với mọi người, hội Linh Sơn chưa giải tán. Ngài tham gia nghe giảng ở đó một buổi. Do vậy trong kinh Đức Phật thường nói, hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh. Lại nói, ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm, đều nhằm tiết lộ chân tướng này. Chúng ta nghe chẳng hiểu, dường như hiểu mà chẳng hiểu, nửa tin nửa ngờ. Nếu thực sự hiểu, không cần yếu chi. Nếu chẳng hiểu, không sao cả, hãy cứ nghe hằng ngày. Cổ nhân nói đọc sách ngàn ngày, tự thấy ý nghĩa. Chúng ta ngốc hơn người khác, người ta nghe một ngàn lượt, chúng ta nghe một vạn lượt bèn hiểu. Vì sao? Huân tập thành chủng tử, huân tập thành căn, càng ấy sẽ sinh ra sức mạnh. Huân tu lâu dài, phải huân tập nó thành chủng tánh của ta, nó sẽ khởi tác dụng. Đó cũng là một phương pháp để minh tâm kiến tánh trong 84,000 pháp môn. Phải biết 84,000 pháp môn đều là các phương pháp để minh tâm kiến tánh. Phương pháp nào thích hợp với ta, ta bèn dùng phương pháp ấy. Học rộng nghe nhiều cũng là một phương pháp. Căn tánh mỗi người khác nhau, trong xã hội hiện tiền nay là thời mạt pháp, lại còn là lúc Phật pháp suy vi đến cùng cực. Khắp thế giới sơ sót giáo dục luân lý đạo đức, có thể nói luân lý đạo đức tương ứng với giáo dục tự tánh, nhưng đã bỏ mất. Nhà Phật có một thuật ngữ là xứng tánh, nhưng hiện thời đã hoàn toàn mê mất tự tánh. Mê gần như nghiêm trọng đến mức 100%. Cho nên học Phật đặc biệt khó khăn. Phương pháp này của Tịnh Tông được mười phương chư Phật giới thiệu, chẳng riêng gì một mình Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là mười phương chư Phật giới thiệu. Trong hoàn cảnh khó khăn đến tột cùng, các pháp môn khác đều bị chướng ngại trùng trùng, rất khó học tập. Pháp môn này đơn giản, thậm chí quý vị chẳng cần đọc kinh, chỉ là một câu Phật hiệu. Chúng ta đang ở Hương Cảng,
Năm xưa tôi nghe lão pháp sư Đế Nhàn thường kể với mọi người, lão hòa thượng Đế Nhàn có một người đồ đệ làm thợ vá nồi. Người này là bạn cùng chơi đùa thuở bé của pháp sư Đế Nhàn, tuổi tác chẳng chênh lệch cho mấy, ở trong thôn trang. Sau khi trưởng thành, gia cảnh nghèo hèn, chẳng có cơ hội đi học, bèn học một nghề thủ công là vá nồi vá chén. Nghề mọn ấy để kiếm sống hết sức khổ sở. Thuở bé tôi thường thấy thợ vá nồi gánh một gánh nhỏ đi rảo trong làng vá nồi vá chén. Vì thế khi ngài Thích Pháp Sư Đàm Hương nói chữ ấy, tôi hiểu ngay ông ta sống bằng nghề đó. Ông ta cảm thấy cuộc đời quá khổ, thế bạn xuất gia, xuất gia cũng khá, bèn tìm đến thưa với ngài Đế Nhàn. Ông ta cũng muốn xuất gia bái ngài Đế Nhàn làm sư phụ. Pháp sư Đế Nhàn nói không được, ông cứ làm nghề của mình đi, xuất gia há phải dễ dàng. Ông xuất gia chậm lục như vậy mà cũng chẳng biết chữ, đầu óc chậm chạp, đoán chắc là học kinh sáng Phật sự, có pháp khí xướng niệm đều học không nổi. Tài chân vụng về, học giảng kinh thì lại chẳng biết chữ. Vì thế cự tuyệt ông ta, nhưng ông ta vẫn một mực năn nỉ chẳng chịu đi. Không cho ông ta xuất gia cũng không được, cô Đế Nhàn chẳng có cách nào, bèn đặt điều kiện với ông ta. Sư nói nếu ông thật sự muốn xuất gia, tôi có mấy điều kiện, ông có thể làm được thì cho phép ông xuất gia. Ông ta thưa được, nếu tôi bái thầy làm sư phụ, thầy dạy tôi gì tôi cũng đều làm theo. Lão pháp sư Đế Nhàn bất đắc dĩ cho ông ta xuống tóc, chẳng ở trong chùa được, vì ở trong chùa có rất nhiều quy củ. Ông ta cũng đã 40 mấy tuổi rồi, những tập khí tật xấu chẳng dễ gì sửa được. Vì thế đến vùng quê tìm cho ông ta một ngôi chùa nhỏ, chẳng có ai ở, là một ngôi chùa hư nát, cho ông ta ở đó. Và ông ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dạy gì khác ông ta cũng không hiểu, bèn dạy ông ta niệm. Ông hãy niệm câu này, suốt ngày niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe quán rồi lại niệm tiếp. Làm như vậy sẽ nhẹ nhàng thông dong, chẳng có áp lực gì, chẳng phân biệt ngày đêm. Hễ niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, hễ nghỉ đã khỏe bèn lập tức tiếp tục niệm. Trong làng quê, sư tìm một bà cụ học Phật ở gần đó, mỗi trưa đến nấu cơm trưa và cơm chiều, nấu hai bữa cơm, còn bữa điểm tâm do ông ta tự nấu tự lo. Bà cụ giặt đủ quần áo cho ông ta để ông ta chuyên tâm niệm Phật. Niệm suốt 3 năm, đến một hôm ông ta bảo bà cụ hộ trì, ngày mai bà không cần nấu cơm, tôi vào thành gặp bạn bè. Trên thực tế, ông ta biết trước lúc mất sắp vãng sanh, nên quay về từ biệt thân thích, chào hỏi thân viếng. Hôm sau trở về, khi trở về bèn nói với bà cụ, ngày mai chẳng cần nấu cơm cho tôi. Bà cụ lại tưởng ông ta đến thăm bạn bè, chẳng biết người bạn nào sẽ mời ông ta ăn cơm.
Đến bữa sau, cụ ra chùa xem, coi sư phụ có nhà hay không. Kết quả là thấy sư phụ ở trong Phật đường, đứng trước tượng Phật. Gọi thì chẳng ư hưởng gì. Đến trước mặt xem kỹ, thấy ông ta đã mất, đứng mất, liền vội vã quay về báo tin. Vì còn có mấy đồ đệ quy y với cụ đế nhàn ở vùng phụ cận, thể đều báo tin cho họ biết, gọi họ đến xem. Trước đây chưa từng thấy người đứng mất, rất hiếm hoi lạ lùng. Những người ấy sau khi tìm đến, bèn vội đến quán tông tự thưa trình. Từ nông thôn mà đến thành thị, chẳng có phương tiện giao thông, phải đi bộ. Đi một ngày mới tới nơi. Thưa chuyện với Hòa Thượng Đế Nhàn, Hòa Thượng Đế Nhàn chuẩn bị, sắp xếp, đến hôm sau mới trở lại. Đi về mất 3 ngày. Ông ta đứng sững suốt 3 ngày, đợi lão Hòa Thượng Đế Nhàn đến lo liệu hậu sự. Cụ Đế Nhàn thấy tình hình ấy rất tán thán. Ông rất lỗi lạc, thật sự có thành tựu. Bất cứ trụ trì hay phương trưởng chùa miếu nào nơi danh sơn bảo sát đều chẳng bằng ông. Những pháp sư thông tông thông giáo giảng kinh cũng chẳng sánh bằng ông. Một câu A-di-đà Phật mà thôi, người ấy chưa từng nghe kinh ngày nào, nhưng nghe lời, đúng là thật làm, thật sự làm. Trừ một câu A-di-đà Phật ra, điều gì ông ta cũng chẳng hiểu. Thế mà biết trước lúc mất, tự tại vạn sanh, lại còn đứng sững suốt 3 ngày. Coi như lão pháp sư Đàm Khư và người thợ phá nồi là đồng học, đều là người học trò của lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Ngài thường kể chuyện này để khích lệ người niệm Phật. Quý vị thấy thời gian không dài, 3 năm đã đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Có công phu như vậy chẳng đơn giản. Lời của Đế Nhàn nói là thật chẳng giả. Do vậy, vấn đề là chúng ta có chịu tin tưởng hay không? Chịu phát nguyện hay không? Buông xuống vạn duyên. Phát Bồ Đề Tâm một mực duy niệm. Bèn thành công. Người thợ vá nồi 3 năm thành công. Mấy năm trước, tại Thâm Quyến, ông Hoàng Trung Sương 30 tuổi mới lộ diện. Ông ta nghe tôi giảng kinh, thường dẫn ra những câu chuyện, bèn rất hoan hỷ, cũng rất muốn học theo. Dùng 3 năm để làm thử xem chính mình có thể làm được hay không. Bà Khướng Tiểu Nị hộ quan cho ông. Ông ta bế quan 3 năm, còn thiếu 2 tháng là đầy 3 năm, tức là 2 năm 10 tháng. Cũng biết trước lúc mất, A-di-đà Phật tiếp dẫn ông ta về thế giới Cực Lạc. 2 năm 10 tháng, làm cho chúng ta thấy ông ta tự xem rốt cuộc là thật hay giả, bèn thành công. Niệm Phật vạn sanh là chuyện ngàn vạn phần xác đáng, chẳng giả tí nào. Vấn đề là quý vị không chịu làm thì chẳng có cách nào cả.
sanh về thế giới cực lạc là đi làm Phật. Kinh đã nói hết sức hay. Dẫu là hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi phàm thánh đồng tư, hệ đến thế giới cực lạc bèn là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí là ba món bất thoái. Vì bất thoái thì A-la-hán là gì? Hành bất thoái, Bồ-Tát làm được. Nhưng niệm bất thoái thì phải là Pháp Thân Bồ-Tát. Minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, cũng là vượt thoát 10 Pháp giới. Theo Kinh Hoa Nghiêm, từ viên giáo sơ trụ trở lên mới là niệm bất thoái. Cổ Đại Đức cũng có thuyết cho rằng từ thất địa trở lên mới là niệm bất thoái. Chúng ta chẳng tính từ thất địa trở lên, chỉ tính từ viên giáo sơ trụ trong Hoa Nghiêm trở lên thì đã rất lỗi lạc. Niệm bất thoái sinh vào cõi thật báo trang nghiêm. Trong thế giới cực lạc, hà hà phẩm vãng sanh trong cõi đồng cư, do được bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên người vãng sanh ấy cũng hưởng thụ sự đãi ngộ của A Di Việt Trí Bồ Tát, tức là sự đãi ngộ do ba món bất thoái. Có sự đãi ngộ ấy, giống như trong phần trên đã nói, người ấy có năng lực ứng hóa. Chúng sanh có duyên với người ấy trong khắp pháp giới, hư không giới, hệ nhắn tin cho người ấy, người ấy liền có thể ứng hóa, cung cấp tin tức cho người ấy là cảm, người ấy bèn ứng. Nên dùng thân gì để độ được, bèn hiện thân ấy. Nên dùng pháp gì để hóa độ người ấy, bèn dùng pháp đó. Cũng có thể nói là người ấy đã thông suốt toàn bộ 10 phương ba đời, tất cả Phật pháp và pháp thế gian, vì chẳng lìa tự tánh. Chỉ còn quý vị kiến tánh, bèn thông suốt toàn bộ. Do vậy tôi nói những người ấy là người thật sự thông minh. Tốn thời gian 3 năm bèn thông suốt, đạt được toàn bộ. Há có nhiều nỗi phiền như trong các pháp môn khác. Pháp môn hy hưởng khó gặp, mà chúng ta có duyên gặp gỡ, đã gặp gỡ mà chẳng thể nắm vững, hãy còn hoài nghi, vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng pháp môn này, đó là nghiệp chướng của chính mình. Trước mắt đã có lắm những thứ ngần ấy. Những người như ông Thợ Phá Nồi hoặc Hoàng Trung Sương đã làm tác chứng chuyển trong ba thứ chuyển pháp luân, chứng minh cho chúng ta chứng minh pháp môn này, chứng minh thế giới cực lạc, chứng minh niệm Phật vãng sanh chẳng giả tí nào. Do đó trí huệ chiếu kiến, chúng ta cũng phải dùng trí huệ để soi thấu suốt thế gian này. Đối với bất cứ tai nạn nào cũng đều chẳng có mảy may sợ hãi gì.
biết tai nạn do nguyên nhân nào phát sinh, và cũng biết phương pháp gì để có thể hóa giải. Hiềm rằng chúng sanh chẳng tin tưởng, chẳng thể tiếp nhận, đó là do cộng nghiệp cảm vời. Tai nạn xảy tới giống hệt nhau, nhưng mỗi người đi về một chỗ khác nhau. Người niệm Phật chúng ta có chỗ để người niệm Phật sanh về. Vì thế, hiện thời phải đặt chuyện này lên đầu, tức là xếp niệm Phật vãng sanh hàng đầu. Người thật sự có công phu ấy, giống như ông Hoàng Trung Sư, nếu chẳng đến thế giới Cực Lạc, ở thêm trong thế gian này mấy năm nữa có được hay không? Được chứ, chẳng phải là không được. Đến đi tự do, người thờ Vá Nội trụ thêm mấy năm cũng được. Vì sao phải ra đi như vậy? Dùng phương pháp ấy để độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, đó là đại từ đại bi. Nêu gương tốt cho chúng sanh, khiến cho mọi người kiên định tín tâm. Nghiêm túc học tập, tương lai ai nấy đều vãng sanh. Vì thế chúng ta phải nới rộng tầm mắt, nhìn cho xa, thấy cho sâu. Quý vị sẽ liễu giải hành động của những người ấy là công đức chân thật. Tiếp đó, cụ Hoàng nói ý của Ngài Tăng Triệu là trí huệ là bản thể, thánh minh là diệu dụng, hết thể mọi sự đều có thể soi tỏ thông đạt, bèn gọi là thánh. Người Hoa gọi là thánh nhân, ở Ấn Độ gọi là Phật. Quyền trí và thật trí của Bồ Tát, quyền trí là phương tiện thiện xảo, thật trí là căn bản trí. Thật trí là định, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Quyền trí là phương tiện thiện xảo, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, tự hành hóa độ người khác, sinh ra tác dụng chiếu soi linh minh. Chúng sanh do phàm tình trọn chẳng thể hiểu được. Vì sao? Chúng sanh có phân biệt chấp trước, vì thế họ chẳng thể hiểu. Đó gọi là bất khả tư, tức là chẳng thể suy tưởng. Thể suy tưởng bèn rớt vào ý thức, sai mất rồi. Hết thảy ngôn ngữ chẳng thể biểu đạt, nên là bất khả nghị. Nghị là nghị luận, là thảo luận nói ngắn. Phi ngữ ngôn phân biệt chi sở năng tri, cố kỳ hình kỳ dung vô pháp nghĩ nghị. Tìm không ra phương pháp thích đáng để tỉ dụ. Do đó đến cuối cùng Đức Phật nói duy chứng phương tri. Quý vị thật thà tu hành, đạt đến cảnh giới này sẽ tự nhiên hiểu rõ.
Hữu bất khả tư nghị, hữu nhị chủng, nhất giả lý không. Chữ không này chẳng dễ hiểu. Không chẳng phải là vô, mà không là có. Vì sao chẳng nói là có, lại nói là không? Vì lục căn của quý vị chẳng duyên được. Lý là gì? Lý là tự tánh. Tự tánh là lý thể. Tất cả hết thảy các pháp đều sanh từ nó. Nó có thể sanh, có thể hiện. Thức có thể biến. Thức là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước có thể sanh ra biến hóa. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới do thức biến. Nhất chân pháp giới, cõi thật báo của chư Phật do tâm hiện, chẳng có thức biến mà là do tâm hiện. Tâm sanh tâm hiện. 10 pháp giới là thức biến. Đó là lý. Lý thể là tự tánh, nên chẳng phải là hoặc tình, hoặc là vô minh phiền não, là khởi tâm động niệm. Tình là phân biệt chấp trước. Quý vị có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước sẽ chẳng cách nào, chắc chắn chẳng đạt được bất khả tư nghị. Chỉ cần quý vị đoạn hết hoặc tình, chân tướng liền ở ngay trước mặt, bèn hoàn toàn hiểu rõ. Loại thứ hai là thần kỳ. Thần kỳ là Bồ Tát ứng hóa, khởi tác dụng. Phi thiện thức sở lượng, nghĩa là người kiến thức kém cỏi, nông cạn sẽ chẳng biết. Hữu trí độ luận viết: Tiểu thừa pháp trung vô bất khả tư nghị sự, duy đại thừa pháp trung hữu chi, như lục thập tiểu kiếp thuyết pháp hoa kinh vị như thực quảnh. Đó là gì? Thời gian là giả, chẳng thật. Trong pháp tiểu thừa đều là có thể nghĩ, có thể bàn, có thể thảo luận, có thể nghiên cứu. Pháp đại thừa thì không được. Trong pháp đại thừa có chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, luận lý, biện chứng pháp, lý tắc học, áp dụng những phương pháp luận khoa học đó vào kinh tiểu thừa thì được, nhưng vô dụng đối với kinh đại thừa. Vì kinh đại thừa vượt ngoài lý luận. Tôi nhớ thuở trước, lúc mới xuất gia chưa được bao lâu, pháp sư Đạo An dùng danh nghĩa của Hội Phật giáo Trung Hoa tổ chức một hoạt động là Đại chuyên Phật học giảng tòa. Cũng làm được vài năm. Lão Hòa Thượng muốn tôi đảm nhiệm vai trò tổng chủ giảng trong giảng tòa. Tôi nhớ đã đảm nhiệm chức vụ ấy 3 năm mấy. Khi đó tôi mời tiên sinh Phương Đông Mỹ giảng phương pháp luận cho chúng tôi. Phương pháp luận trong khoa học là lý tắc học. Trong Phật Pháp gọi là nhân minh. Dùng kinh bổn Phật Pháp để giảng lý tắc học thì gọi là nhân minh. Mời thầy mở khoa học ấy. Thầy bảo tôi: Tiểu thừa thì có thể dùng, sơ cấp thì có thể dùng, chứ tiến cao hơn toàn bộ chẳng dùng được.
Lần đầu tiên tôi nghe Thầy Phương nói chân tướng sự thật ấy. Phương pháp luận khoa học chẳng thể áp dụng cho Pháp Đại Thừa. Quý vị thấy 60 tỷ kiếp, thời gian đó dài lắm. Hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp. Sáu mươi tiểu kiếp là ba trung kiếp. Đức Phật giảng gì? Giảng Kinh Pháp Hoa. Giống như trong một thực khoản, tức là thời gian một bữa cơm. Đó là nói về thời gian. Có thể thu gọn sáu mươi tiểu kiếp thành một thực khoản. Tức là thời gian một bữa cơm. Thời gian một bữa cơm có thể triển khai thành 60 tiểu kiếp. Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm càng chẳng thể nghĩ bàn. Kinh nói là nhị thất nhật trung. Nhị thất là 14 ngày. Ngài giảng bao nhiêu? Tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, một tướng thiên hạ vi trần phẩm. Trong Long Cung, Long Thọ Bồ Tát thấy địa cầu chẳng thể chứa đựng toàn bộ nguyên văn Kinh Hoa Nghiêm. Trong 14 ngày, có thuyết nói là 21 ngày. Sao lại có thể làm như vậy được? Nếu quý vị niệm bộ kinh ấy một lượt, nói theo trạng huống trong nhân gian chúng ta hiện thời, thì quý vị niệm 100 năm cũng chẳng xong. Niệm một bộ cũng chẳng xong. Vì sao tôi biết? Tôi nhìn vào Tứ Cố Toàn Thư. Quý vị mỗi ngày đọc Tứ Cố Toàn Thư 8 tiếng đồng hồ, đọc suốt 100 năm vẫn chưa xong. Kinh Hoa Nghiêm to hơn bộ sách ấy nhiều lắm. Đúng là vô lượng kiếp cô động thành 14 ngày. Thật chẳng thể nghĩ bàn. Như thị đẳng chư đại Bồ Tát, vô lượng vô biên, nhất thời lai tập. Những vị Bồ Tát cùng đẳng cực, tức là Pháp Thân Bồ Tát, vô lượng vô biên. Nói rõ, chẳng phải là một vạn hai ngàn người cùng một lúc nhóm họp. Tổng kết diễn tượng Đức Tuân Phổ Hiện Chi Chư Đại Bồ Tát. Vị Thính Văn tán dương Tịnh Tông Diệu Pháp Cố, vị Quảng Hoằng Phổ Hiện Nguyện Phương Cố, vị Phổ Độ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Hữu Tình Vãng Sanh Tịnh Độ Cứu Cánh Niết Bàn Cố, đồng đức đồng tâm nhất thời lai hội. Tình ảnh sớ ghi vị Pháp Tâm Đồng Cố Lai Nhất Thời. Đoạn này là tổng kết. Đoạn tiếp theo cho biết trong đại hội này còn có những người như dưới đây. Hữu tỳ kheo ni ngũ bách nhân, lại có tỳ kheo ni 500 vị, thành tính sĩ thất thiên nhân, đây là cư sĩ ư bà tắc, thành tính nữ ngũ bách nhân, đây là nữ cư sĩ. Còn có dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng, tất cộng đại hội. Đoạn giải thích sau phần này của lão cư sĩ chúng ta đọc qua là được rồi. Thanh tính sĩ tức ưu bà tắc, thanh tính nữ tức ưu bà di, dĩ thượng kinh văn, độc kiến hán dịch, ngụy dịch tắc cẩn hữu bồ tát, giữ tỳ kheo chúng, tống dịch kinh mạc biết, tịnh thiên long bát bộ nhất thiết đại chúng, văn phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, quân quản ư ngụy dịch. Trên đây là tự chứng phần. Chúng ta học tới chỗ này.
Hôm nay vừa khéo đã hết thời gian, ngày mai chúng ta sẽ xem phần Đại Giáo Duyên Khởi Đệ Tam, tức là điện tự của bản kinh này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.